những vấn đề thời sự được cập nhật liên tục. Những vấn đề xã hội được cận cảnh từng ngày. Những nét văn hóa truyền thống độc đáo. Những trải lòng về chuyện nghề, chuyện đời. Tất cả sẽ được phản ánh đa chiều trong chương trình Camera Cận Cảnh. Hiện nay, diện tích cây xanh tại đô thị bị thu hẹp khá nhiều để nhường chỗ cho những tòa nhà chọc trời, những công trình giao thông công cộng. Bên cạnh đó là ô nhiễm không khí ngày càng gia tăng, khiến cư dân đô thị ngày càng cần đến mảng xanh thiên nhiên. Vì vậy, hiện nay cây xanh trồng trong nhà hay cây cảnh nội thất được nhiều người ưa chuộng. Họ mua về để đặt trong nhà riêng, văn phòng làm việc. Ở văn phòng thì tôi trồng một cái loại cây, cây này là cây kim ngân. Cái này là của một người bạn tặng sinh nhật. Thì cái việc chăm sóc của nó cũng rất là dễ. Thì khoảng 2-3 ngày thì tưới một xíu nước dưới gốc cây, như vậy phúng ít nước trên lá thôi. Ở văn phòng em trồng cây kim tiền, tại vì có một số người nói thì cây này thứ nhất là hút tài lộc cho em. Với lại ngoài ra nó sẽ hút cái bức xạ của vi tính, tránh cho những cái điều xấu do người em ảnh hưởng đến sức khỏe. Rồi ngoài ra thì khi em làm việc á, em căng thẳng em nhìn vô thì cái mắt của em nó được thư giãn hơn. Em còn trồng cây kim tiền thì là nó mang cái tính là thu hút cái tài lộc về cho mình. Cái thời gian mà em chăm sóc bỏ ra nó cũng không có nhiều, thì thường là thời gian buổi tối thì em sẽ mang cái cây ra và để nó phơi sương. Chương trình Camera Cận Cảnh đã đến một tiệm chuyên bán cây cảnh tại quận 10 thành phố Hồ Chí Minh để tìm hiểu thêm về các loại cây. Có thể thấy, có nhiều loại cây như cây lưỡi hổ, cây kim tiền, cây kim ngân, cây xương rồng được thiết kế trong những chậu nhỏ với nhiều màu sắc khác nhau, được nhiều người mua về để trên bàn làm việc của mình với giá khoảng từ 40 đến 100 ngàn đồng tùy kích cỡ và loại cây. Cái cây này thì giá nó tầm bao nhiêu anh? Không có tầm vậy, cây chậu luôn là 150. Cây chậu là cây nào với chậu cũng 150 luôn? Cây này với chậu là 150. Cây đó là cây gì anh? Kim ngân chị. Kim ngân? Dạ. Còn cây này là cây gì? Hồng long phụng. Hồng lá long phụng. Màu xanh, có cái loại lá màu hồng nữa kìa chị. Việc chăm sóc cây xanh trong nội thất cũng rất dễ dàng. Chỉ cần làm theo hướng dẫn của người bán là cây có thể sống rất lâu. Mỗi ngày đều tưới hay như thế nào anh? Dạ, mỗi ngày đều tưới. Nhưng mà tưới nhiều hả ít? Khoảng chừng một ly nước nhỏ được rồi. Mình có cần phơi nắng hay gì không anh? Lâu lâu ginh nó ra phơi sương là được rồi chị. Chị để cho nó thoáng một xíu á. Việc trồng cây xanh trong nội thất đem lại nhiều lợi ích thiết thực. Đầu tiên là tính thẩm mỹ. Bởi vì khi trưng những cây cảnh này, không gian trong nhà hoặc là trong văn phòng chắc chắn sẽ đẹp hơn bởi những điểm nhấn màu xanh. Không chỉ đẹp, các loại cây cảnh nội thất còn góp phần bảo vệ sức khỏe con người. Cây xanh là những cái máy lọc không khí bởi chúng có tác dụng lọc sạch không khí trong nhà, cho không gian của bạn sự tươi mát và trong lành. Ngoài ra khi làm việc hay học tập bị mỏi mắt và căng thẳng, người ta có thể thư giãn bằng cách nhìn vào cây xanh trong nhà. Em nghĩ điều đó rất cần thiết, tại vì nó sẽ giúp cho mình cảm thấy không gian nó thoáng mát hơn, nó rộng hơn. Với lại khi mà mình làm việc mệt mỏi, cái mình nhìn vô nó, mình cảm thấy là thư giãn từ đầu óc đến mọi thứ. Theo tôi đọc báo được biết á, thì một cái lớp học mà trồng cây xanh thì giúp cho học sinh đó tập trung hơn rồi học tốt hơn so với lại một cái lớp học mà không có cây xanh. Thì tôi nghĩ ở trong văn phòng hoặc là trong ngôi nhà cũng vậy, thì ngôi nhà nào hoặc văn phòng nào có nhiều cây xanh thì giúp cho con người ở đó thoải mái hơn, rồi làm được nhiều việc hơn, giúp tập trung trí nhớ nhiều hơn. Em nghĩ là khi mà mình làm việc trong văn phòng vốn dĩ là nó rất, không khí nó khá là ngột ngạt, nếu như mình có thêm cái cây xanh vô thì nó sẽ thứ nhất là lọc không khí nè, thứ hai là mình thẩm mỹ nè,
và có nhiều bạn, và em để ý là ở nhiều tòa cao ốc văn phòng, khi mà họ trồng nhiều cây xanh như vậy thì làm cái đầu óc của mình nó cũng thư giãn hơn, và nó sẽ tạo nhiều ý tưởng ở trong cái công việc của mình. Bài trí cây xanh trong nhà mang lại rất nhiều lợi ích cho con người, cả về mặt vật chất lẫn tinh thần. Mỗi cây xanh đều có ý nghĩa và đặc điểm phù hợp riêng cho từng kiểu không gian trong nhà. Hãy lựa chọn một chậu cây thích hợp cho góc làm việc hay nội thất của bạn để góp phần tạo nên không gian sống xanh, sạch đẹp ngay hôm nay. Bọn cướp giật có mặt ở khắp nơi. Chúng ra tay rất bất ngờ mà nạn nhân không thể lường trước được. Có nhiều tên cướp đã tẩu thoát trót lọt sau khi cướp giật, nhưng có những tên thì không. Vậy tên cướp trong video clip này thì sao? Tại một ngã ba đông đúc xe cộ, đồng hồ hiển thị gần 5 giờ chiều, một người phụ nữ đậu xe giữa đường khá nguy hiểm. Lát sau, có những chiếc xe hai bánh nằm ngổn ngang giữa đường, nhiều người dân tụ tập. Chuyện gì đã xảy ra? Cùng xem lại tình huống. Một người phụ nữ và một người đàn ông đang đứng chờ bớt xe để sang đường. Một người đi xe máy chạy đến, đậu xe cạnh người phụ nữ đi xe đạp điện. Đột nhiên, người đàn ông đi xe máy này áp sát, giơ tay giật đồ của người phụ nữ đi xe đạp điện, khiến cho người phụ nữ ngã nhào xuống đường. Nhưng một bất ngờ khác đã diễn ra. Người chạy xe máy ngang qua đã phát hiện vụ cướp. Anh đã đạp vào đầu xe của tên cướp, khiến hắn và xe ngã xuống đường. Người phụ nữ bị cướp thì cố gắng giữ xe tên cướp lại. Người đàn ông mặc áo xanh này quăng xe để bắt cướp, khiến ba chiếc xe ngã cùng một chỗ. Tên cướp chống cự quyết liệt với người bắt cướp và tìm cách dựng xe lên để tẩu thoát. Nhưng người phụ nữ bị cướp không buông tha cho hắn, chỉ nắm đuôi xe, cương quyết giữ lại xe của hắn. Người dân đã ập đến để khống chế tên cướp, nhưng tên cướp chống trả quyết liệt, sử dụng cả hung khí để lấy xe để tẩu thoát. Người phụ nữ bị cướp vẫn quyết liệt bám lấy đuôi xe quật xuống đường. Cuối cùng, sau một hồi quần tháo căng thẳng giữa tên cướp và những người bắt cướp, tên cướp đã dựng xe lên được và dùng chân đẩy xe đi. Nhưng chỉ đi được một đoạn đường, trong sự tấn công dồn dập của người dân, tên cướp đã bị bắt. Có thể thấy rất nhiều người dân đã lao vào cùng bắt tên cướp giật, quyết tâm không để tên cướp tẩu thoát. Đây là hình ảnh đẹp trong cuộc sống hôm nay, khi mọi người cùng giúp nhau chống lại cái xấu, góp phần làm chung bước bọn cướp giật manh động và thể hiện tình đoàn kết của người dân trong những lúc cần thiết. Đây cũng là một bài học dành cho mọi người, đặc biệt là phụ nữ khi đeo đồ trang sức đắt tiền hoặc mang túi xách khi ra đường. Bởi vì bọn cướp luôn rình rập và ra tay bất kỳ lúc nào. Đêm khuya vắng xe, một người đàn ông chạy xe lang thang trên đường. Phía sau chở một thùng màu xanh to tướng với dòng chữ "vá xe, đổ xăng miễn phí". Gặp ai bị hư xe, anh cầm củi sửa mà không nhận thù lao. Đó chính là anh Lê Thanh Tùng, 43 tuổi, người được mệnh danh là người đi xuyên đêm. Tên Lê Thanh Tùng, nay anh 43 tuổi, anh làm nghề lái xe tải. Tại có những lúc anh đi làm về đêm á, lúc trước á, ra chạy xe tải đêm á, về khuya vậy nè, rồi anh bị hết xăng. Cũng vài lần cũng có người ta đẩy mình tới cái xăng rồi đó. Mình cảm thấy như vậy mình mới có lúc mà vừa mới đi làm về mà mong về tới nhà lắm. Cái giữa đường mình hết xăng á, con người cảm thấy mình bực bội lắm. Có về tới nhà bắt đầu muốn gây lộn vợ mà nó nói mình vậy là cái vợ cái lộn, tự nhiên có người giúp mình cảm thấy vui lên. Thấy mấy cái chuyện đó mình quên hết quên mấy cái chuyện đó, về nhà vui vẻ với vợ. Rồi về cũng suy nghĩ là ủa sao mình không làm những chuyện này mình giúp người ta, mình cũng như người ta cũng như mình thôi, mình giúp người ta vui lên, người ta sẽ tránh những cái chuyện phiền phức sau này. Nó mới từ đó mới quyết định làm. Anh làm khoảng 2 năm rồi, lúc trước thì anh làm thùng nhỏ à, sau này mới mua cái xe này với lại xin cái thùng về mới làm thùng bự vậy nè, chứ đi cái thùng nhỏ xíu à. Hồi xưa đi thùng nhỏ, đâu ai dám cho mình giúp đâu, ta sợ mình nửa đêm khuya 1-2 sáng người tự nhiên có ai là giá xe, ta sợ mình người ta lừa đảo, mình lừa đảo người ta đó, mình giá xe mình chặt chém người ta đó. Ít, nói chung là thời đó lúc đó ít ai cho mình giúp lắm, người nào mà ấy đó người ta cho mình giúp thôi. Chương trình camera cận cảnh đã tìm đến ngôi nhà nhỏ của anh Tùng tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh.
Đây cũng chính là quán nước nhỏ mà vợ chồng anh kiếm thêm thu nhập để nuôi hai cô con gái. Hiện tại sau những giờ làm việc căng thẳng, cầm vô lăng xe tải từ Bình Dương đi Cà Mau và trở về, thì anh lại quay quần bên gia đình, luôn đầy ắp tiếng cười và niềm hạnh phúc. Ngoài thời gian mưu sinh, vào những đêm tối khi người người đi ngủ, thì anh lại một mình lặng lẽ trên chiếc xe máy, chở theo thùng đồ nghề đi một vòng thành phố để giúp đỡ những người bị hư xe dọc đường hoặc hết xăng. Lúc đầu anh chỉ để xe đi, anh không nói vợ. Sau này thì đi khoảng chừng tháng mấy là vợ bắt đầu mới nói là anh đi giá xe. Lúc trước anh nói anh sợ nó không cho đi á, nó sợ á, tại đi đêm khuya nè, sợ không cho đi. Anh cứ đi, nó để anh đi lên công ty không à, thật ra anh đi tối anh cứ lang thang anh kiếm anh giúp người đó. Sau này thấy đi hoài mà nó nói thiệt với vợ đúng lo. Rồi, có cuộc anh đi hoài nó cũng phải chịu thôi, nó cũng vui vẻ thôi. Sau này thì bình thường sắm thùng là chỉ ủng hộ đó. 9 giờ tối, gia đình nhỏ của anh lại ngồi nói chuyện quay quần bên nhau trước khi anh chuẩn bị đi xuyên màn đêm. Để không thiếu sót dụng cụ sửa chữa, ruột xe, đèn, bougie, trước khi đi xuyên đêm, anh đều kiểm tra và sắp xếp gọn gàng vào thùng đồ nghề sửa xe. Bên cạnh đó là sự chăm sóc, yêu thương của vợ con dành cho anh, giúp đỡ anh chuẩn bị mọi thứ cho chuyến hành trình thiện nguyện xuyên đêm. Đây cũng là nguồn động viên tinh thần rất lớn dành cho anh. Lúc đầu thì cũng thì lo chứ, thì tại vì anh nói anh đi thì mình cũng sợ này, đủ thứ việc hết, xã hội giờ nó phức tạp em. Giờ đủ thứ thành phần hết, mình đâu có biết ai tốt ai xấu gì đâu, sợ nói chung là nhiều việc. Mới đầu chị nói là giờ đi làm suốt ngày mà tối còn đi như vậy sức khỏe đâu anh chịu cho nổi. Anh nói thì sức khỏe tới đâu thì làm tới đó. Thì anh nói chứ thôi mình cũng tiều theo ảnh thôi chứ sao. Thì anh nói chị tưởng anh nói chơi thì cũng nghĩ là không nghĩ anh đây làm thiệt đâu. Cái đi mua đồ nghề rồi thăm công ty cho cái thùng á, dán đề ca nào lên rồi lúc đó mới biết là đi thiệt đó. Chuẩn bị trong vòng cũng tháng mấy đó. Mới đầu chỉ xách cái thùng nhỏ để lên xe thôi, chị nghĩ là đi thì đi đường thì có xe có hư thì anh tự sửa. Ai ngờ đâu có dắt nguyên cái thùng bự về luôn. Rồi đó là biết là đi rồi đó. Thấy nhiều người đi dẫn đi bộ đi ngang nè, nhiều người cũng dắt xe thì cũng bộ không có tìm được xe đó thì tao dắt thì cũng mình cũng thấy cũng chạnh lòng thôi kìa, anh nói thôi. Thôi ủng hộ anh luôn. Nói chung là đủ thứ cái lo ha. Thì lúc lo cho sức khỏe của anh nữa, rồi lo ở ngoài đi đường thì sợ xảy ra này va chạm này nọ với người khác nữa, mình cũng đâu có biết được vấn đề đó đâu. Lúc đầu chị cũng không có được, cứ hả giật mình để coi đồng hồ, giật mình để coi đồng hồ có mấy giờ, cứ điện thoại chừng chừng vậy đó. Cái sao cái cũng quen dần rồi. Đối với công việc đi làm của anh thì chị chỉ mong anh là nên cẩn thận những gì nên cẩn thận, mà mọi chuyện thì hả nói chung là tùy tâm mình, thì có sức mình tới đâu thì mình cứ việc làm tới đó thôi. Và chị chỉ ủng hộ tinh thần anh như vậy thôi, chứ chị cũng không biết nói gì hơn. 9 giờ 30 phút tối, anh Tùng lên xe, tạm biệt vợ con. Phải làm nha. Và bắt đầu độc hành đi xuyên màn đêm. Điểm đến đầu tiên của anh đó chính là cây xăng. Anh đổ đầy bình 5 lít để đem theo. Nếu có người xe bị hết xăng, anh sẽ giúp họ miễn phí không lấy tiền xăng. Lộ trình đêm nay, anh di chuyển trên quốc lộ 1A về quốc lộ 13, vòng qua đường Phạm Văn Đồng rồi chạy hết xa lộ Hà Nội. Anh cứ lặng lẽ chạy trong đêm tối, tìm kiếm người cần giúp đỡ, mặc cho đường xá về đêm rất vắng vẻ và nguy hiểm. Anh thường di chuyển vào những con đường vắng, vì những người gặp sự cố trong đường vắng sẽ khó tìm được người giúp đỡ. Phát hiện có một chiếc xe đang gặp sự cố đậu bên vệ đường, anh chạy xe đến giúp đỡ người đi xe. Bắt người ta phải tháo ra, tháo xe mới được. Để gắn cho. Để anh chơi đi, lên chơi đi, để anh đi. Chiếc xe máy này bị trật dây sơn, anh lấy đồ nghề, đeo đèn lên đầu và bắt đầu sửa chữa. Tay anh thăng thoát trong việc tháo lắp dây sơn, cố gắng làm nhanh nhất để người ta có thể về nhà mà nghỉ ngơi. Rồi. Mình miễn phí hết toàn bộ từ giá xe, đổ xăng, thay ruột, thay IC,
rồi thay bu đi, là tất cả đều miễn phí hết, không lấy tiền người ta. Tự anh bỏ tiền anh mua anh làm một mình anh vậy đó. Mà chỉ sợ sức khỏe mình không có đủ, không có đủ sức khỏe để mình đi tiếp thôi. Nhưng đôi khi anh cũng buồn và chạnh lòng bởi một số người cho rằng việc làm của anh là bao đồng, chưa lo chuyện gia đình mình xong mà đi lo chuyện thiên hạ. Đó, ta nói là ông mày có làm lo chuyện bao đồng, tiền không chịu để dành lo cho vợ con, cứ lên làm chuyện bao đồng. Mới nói bây giờ á, giờ tao làm một tháng, dù giờ tao dư một tháng nó dài 300.000 thì tao cũng đâu có lo được cho vợ con tao nhiều, đâu của tao cũng đâu có giàu đâu, đúng không? Giờ tao hai giống như dài 300.000 đó, tao đi giờ tao đi giúp người ta vậy mà nó có ý nghĩa hơn. Còn giờ cái vợ giá 300.000 tháng để dành chừng nào tao không có giàu, nó đâu có giàu nữa đâu. Nó dù mình không có của mình để cho con mình thì mình gắng làm những chuyện này thì mình đứt lại để đứt lại cho con mình vậy thôi. Việc đi xuyên đêm của anh Tùng để giúp đỡ những người bị hư xe hoặc hết xăng dọc đường rất đáng trân trọng, vì không phải ai cũng làm được điều tốt đẹp như vậy. Anh luôn phải đối diện với những nguy hiểm khi đi đêm một mình như thế, bởi phải vừa chạy xe vừa quan sát dọc đường để không bỏ lỡ một ai bị hư xe trên đường. Quả thật không hề dễ dàng một chút nào với lộ trình 100 km mỗi đêm. Mệt thì tất nhiên là phải mệt, nhưng mà mình giúp được người ta cái nào thì mình cứ giúp thôi, cái sao mình giúp được người ta thì mình thấy vui, mình khỏe thôi, không có lo chuyện đó. Đúng rồi, bây giờ anh đi làm thì anh sẽ để bình xăng ở nhà, để bình xăng ở ngoài quán á, là ai đi ngang là kêu vô đổ xăng. Mẹ vợ không vậy, cái ai đi ngang hết xăng là lấy bình xăng ra đổ. Thì đó, anh chỉ mong muốn anh chỉ có đủ sức khỏe để anh đi làm kiếm tiền cho lo cho vợ con, cho lo đình, rồi có sức khỏe để làm tiếp công việc này. Hơn 2 năm làm việc được gọi là bao đồng, anh Tùng giúp đỡ được nhiều người bị hư xe hoặc hết xăng mà bản thân anh cũng chẳng nhớ rõ số lượng là bao nhiêu. Bởi anh Tùng không bao giờ đếm, giúp được nhiều người thì anh càng vui hơn và có động lực để tiếp tục làm những việc có ích cho cộng đồng và xã hội. Khi nào vì đời nhanh như trước mắt.